Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ tư ngày 1 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, thay mặt những người làm chương trình, chúc tất cả các em thiếu nhi luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Và chúng tôi cũng rất mong cả xã hội tiếp tục chung tay bảo vệ và chăm sóc trẻ em để các em được sống, được học tập trong môi trường tốt nhất. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát sử dụng kinh phí chi giáo dục. Chuẩn bị các điều kiện cho chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 10. Nari tiếp nhận 12 ý tưởng đăng ký sản phẩm OCOP. Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề để chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Theo đó, sẽ tăng cường trách nhiệm giữa các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và công tác phối hợp giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình, đồng thời tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ, ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện với thông điệp. 1. Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình. 2. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. 3. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. 4. Kiên quyết phòng chống bạo lực trẻ em trong gia đình. 5. Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 và bế giảng năm học 2021-2022, huyện Bắc Nẵm đã thành lập các đoàn công tác đến dự và tặng quà cho các em học sinh tại một số trường học trên địa bàn. Trong dịp Tết Thiếu Nhi năm nay, huyện Bắc Nẵm đã bố trí 13 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương để tặng quà cho các cháu, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập. Các địa phương đang tổ chức cho thiếu nhi có một kỳ nghỉ hè bổ ích. Ở huyện vùng cao còn nhiều khó khăn Bắc Nẵm, cấp ủy chính quyền địa phương ngày càng quan tâm hơn đối với sự nghiệp giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, Ban Kinh tế, Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa giám sát công tác quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục tại huyện Ba Bể. Năm học 2021-2022, toàn huyện Ba Bể có 43 trường học. Công tác lập dự toán chi thường xuyên được thực hiện theo quy định của luật. Huyện Ba Bể đã có một số kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh như biên chế của phòng giáo dục và các trường học hiện vẫn còn thiếu, định mức chi theo nghị quyết số 49 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 21 triệu đồng một biên chế một năm, đối với các trường học là chưa thật sự hợp lý. Đề nghị tỉnh sớm giao biên chế cho các trường học năm học 2022-2023. Huyện Ngân Sơn đang duy trì nâng cao chất lượng 5 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh và tiếp tục xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP mới. Năm 2022, huyện đăng ký xây dựng 4 sản phẩm OCOP mới. Qua kết quả họp xét sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP đợt 1 năm 2022, huyện Ngân Sơn có 3 sản phẩm đủ điều kiện gồm cốm khẩu Nua Lếch, xã Thượng Ân, nấm hương khô, hợp tác xã Thành Quang, xã Thuần Mang, dưa lưới, hợp tác xã công nghệ cao, Thành Đạt, xã Hiệp Lực. Hiện nay, huyện Ngân Sơn đang triển khai cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn đăng ký sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình OCOP năm 2022 và những năm tiếp theo như nấm hương rừng, khoai lang mật, quả lê ta. Những sản phẩm này đang được ngành nông nghiệp huyện tích cực hướng dẫn áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất để có chất lượng tốt nhất khi đưa ra thị trường và từng bước hình thành chuỗi giá trị. Đến thời điểm này, huyện Nari đã tiếp nhận 12 ý tưởng đăng ký sản phẩm OCOP của các cá nhân, tổ chức kinh tế trên địa bàn. Đó là các sản phẩm như trà cà gai leo của Hợp tác xã Văn Lang HT, thạch đen của Hợp tác xã Quế Thanh, cam đường canh, quýt của Hợp tác xã Khuổi Nằn 2, chè san tuyết của Tổ hợp tác chè Áng Hìn, thịt ba chỉ hun khói, lạp sườn, thịt trâu khô của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh thương mại và dịch vụ du lịch Hiệp Bang, bánh quẩy su hét của Tổ hợp tác các loại bánh truyền thống thị trấn Yến Lạc, v.v.
Trên cơ sở đăng ký, Hội đồng đánh giá sản phẩm ô cốp huyện đã tiến hành xét chọn các ý tưởng. Kết quả có 11 trên 12 ý tưởng đạt yêu cầu. Ngành chuyên môn tiếp tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các chủ thể bổ sung hoàn thiện các thủ tục đăng ký sản phẩm, phân tích, đánh giá sơ bộ hiện trạng tổ chức kinh tế, xác định nhu cầu hỗ trợ phát triển sản phẩm, hướng đến xây dựng thành công các sản phẩm ô cốp của huyện. Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên các trường khối trung học phổ thông trong tỉnh sẽ triển khai dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 10. Hiện nay, ngành giáo dục và các nhà trường đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để chương trình mới được thực hiện thuận lợi và hiệu quả. Để có căn cứ xây dựng kịch bản triển khai chương trình lớp 10, trường Trung học phổ thông Bình Trung huyện Chợ Đồn đã hoàn tất công tác rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học, đội ngũ giáo viên. Theo đại diện đơn vị, các điều kiện như phòng học, phòng bộ môn, đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng công tác dạy học và hoạt động giáo dục khác theo yêu cầu. Ngoài ra, trường cũng chú trọng khâu khảo sát nguyện vọng, chọn tổ hợp các môn học lựa chọn của học sinh ngay từ khâu đăng ký thi vào lớp 10 sắp tới. Đối với lớp 10 thì nhà trường sẽ xây dựng phương án là có một lớp khoa học tự nhiên và hai lớp khoa học xã hội. Cái chuẩn bị giáo viên cũng như là cái cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thì nhà trường cũng đã chuẩn bị từ năm trước. Nên là đối với giáo viên các bộ môn khoa học tự nhiên thì nhà trường hiện nay đã chỉ còn mỗi môn một giáo viên thôi. Đấy, để cho nó đủ sau này thì các khóa còn lại nhà trường cũng sẽ phương án là một lớp khoa học tự nhiên và hai lớp khoa học xã hội vì phù hợp với cái điều kiện của địa phương và phù hợp với cái sự lựa chọn của học sinh. Chương trình lớp 10 năm học tới có sự thay đổi lớn. Thay vì 13 môn học cố định như trước, học sinh sẽ phải học 7 môn học bắt buộc bao gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục địa phương. Cùng với đó là cho phép học sinh quyết định lựa chọn 5 môn tự chọn từ 3 nhóm môn là khoa học tự nhiên, nhóm môn khoa học xã hội và nhóm môn công nghệ và nghệ thuật. Với những thay đổi trong chương trình mới này, thời gian qua, ngành giáo dục Bắc Cạn đã quan tâm đặc biệt tới công tác chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 10 trên địa bàn tỉnh, thông qua các hoạt động tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý về kế hoạch giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, để giáo viên nắm, xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thực hiện các phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên, ưu tiên đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định cho khối lớp 10. Về sách giáo khoa mới, ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn và đã phê duyệt bộ sách phù hợp. Năm học 2022-2023 thì cùng với cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường Trung học phổ thông Phủ Thông cũng đã có cái sự chuẩn bị để thực hiện cái nội dung này. Thứ nhất là về nhân sự thì nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên về trình độ chuyên môn thì đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%. Thứ hai là về cơ cấu môn học thì nhà trường có đầy đủ giáo viên theo cơ cấu môn học cơ bản. Có thể nói là trong cái việc triển khai thực hiện chương trình sách khoa mới đấy, thì ngành giáo dục đào tạo sẽ gặp phải hai cái khó khăn lớn nhất. Khó khăn lớn nhất là về kinh phí để bổ sung mua sắm thiết bị dạy học cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Khó khăn thứ hai nữa là về đội ngũ. Thì khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đấy, thì nó có một số cái môn mới, ví dụ như là môn âm nhạc mỹ thuật của trung phổ thông, thì những cái giáo viên mang tính chất đặc thù đó thì hiện nay là ở Bắc Cạn chúng ta thì vẫn còn thiếu. Âm nhạc và mỹ thuật ấy, thì đây là môn lựa chọn. Thế môn lựa chọn thì về nguyên tắc thì tỉnh vẫn chỉ đạo trong một thời gian tới đấy, là mỗi trường thì phải có được một giáo viên dạy âm nhạc mỹ thuật. Đến nay, 100% các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đều đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, qua đó quyết tâm triển khai chương trình bảo đảm tiến độ, chất lượng. Sau 3 ngày thi đấu, hôm qua giải bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Cạn đã kết thúc tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên một giải bơi quy mô cấp tỉnh được tổ chức. Các đơn vị, huyện, thành phố đã rất nỗ lực để tuyển chọn, tập luyện cho các vận động viên tham gia thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Giải bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Cạn lần thứ 6 năm 2022 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 với 61 vận động viên của 6 đoàn tham dự.
các vận động viên tranh tài ở các nội dung bơi tự do và bơi ếch ở các nhóm tuổi 13 trở xuống, từ 14 tuổi đến 17 tuổi trở lên, nội dung cá nhân và tiếp sức. Kết thúc giải bơi, ban tổ chức đã trao các huy chương ở các nội dung cho các cá nhân đạt thành tích tốt. Đối với giải toàn đoàn, huyện Nari giành giải nhất, thành phố Bắc Cạn đạt giải nhì, huyện Chợ Đồn đạt giải ba. Đến nay đã có 7 môn trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Cạn được tổ chức thành công. Các môn còn lại như bóng chuyền, điền kinh, bóng đá, bắn nỏ, tung còn sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 tới đây tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh.